Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Chuyện Ma Vũ Mập. Mình là Như Như, mình và anh Vũ chuyên kể lại những câu chuyện của các bạn trong nước cũng như là ngoài nước đã gửi về cho kênh. Nếu như những bạn nào có những câu chuyện mà muốn kể cho những bạn khác cùng nghe thì có thể gửi về cái kênh Chuyện Ma Vũ Mập hoặc là cái gmail lamsonhoangvua@gmail.com. Còn những bạn nào mà mình mới vào xem kênh thì mình có thể bật đăng ký và nhấn chuông để có thể theo dõi những tập mới nhất của kênh. Như Như cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục đọc tên và tặng quà. Trong tập 59 vừa qua, cái comment mà nhanh nhất và sớm nhất thuộc về một khán giả có tên là Shinny. Như không biết là Như đọc đúng hay chưa ha, nhưng mà cũng rất là cảm ơn bạn Shinny vì đã luôn theo dõi và ủng hộ Như Như nha. Và trong vòng 24 giờ, cái bình luận mà được nhiều lượt yêu thích nhất là bình luận của một khán giả có tên là Khánh Vân Đỗ. Xin chúc mừng bạn Khánh Vân Đỗ. Và phần quà của bạn đó chính là một hũ da heo rất là thơm ngon và hấp dẫn từ ăn vặt của Mập. Mong bạn hãy lại thông tin cũng như là số điện thoại liên lạc để Như sớm liên hệ gửi quà và trao quà cho mình. Khi nhận được quà, bạn cũng nhớ bình luận ở tập mới nhất của Như để Như biết rằng mình đã nhận được quà hay chưa nha. Còn những khán giả cả nhà mình ơi, những khán giả nào mình chưa có cơ hội nhận quà, mong rằng cả nhà mình hãy cố gắng tiếp tục bình luận ở những tập tiếp theo nữa, đặc biệt là tập ngày hôm nay, để sớm có cơ hội rinh quà từ Như Như. Cảm ơn cả nhà thân yêu của mình rất là nhiều. Rồi, bây giờ Như xin được đến với những câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn tên là Trần Chi đã gửi về fanpage Chuyện Ma Vũ Mập. Câu chuyện này thì bạn Chi được nghe kể lại từ cô giáo của mình, liên quan đến bạn của cô. Cái cô giáo này tên là Thư và cái câu chuyện này xảy ra khi cô Thư là sinh viên của một trường sư phạm. Thì tất nhiên giáo viên thì sẽ là học trường sư phạm rồi ha. Thì lúc đó cô đi học xa nhà nên là cô có vào ở ký túc xá của trường để ở. Trong mấy ký túc xá này thì có hai dãy. Một dãy là nhà cũ và một dãy là nhà mới. Có nghĩa là cái dãy bên kia không có đủ chỗ, nó bắt đầu người ta xây thêm một dãy mới nữa đó. Thì những cái bạn sinh viên nam sẽ là người ở vào cái dãy nhà cũ. Còn những bạn sinh viên nữ ưu tiên hơn một chút ha, sẽ được ở vào cái dãy nhà mới. Cô Thư thì cô có một cái người bạn tên là Dũng, học cùng lớp với cô luôn. Và cái anh Dũng này á thì ở lại ký túc xá và cũng tất nhiên là sẽ ở lại bên cái dãy phòng cũ. Mọi chuyện thì bắt đầu từ cái anh này. Phòng của anh Dũng á thì có một cái kệ thờ. Cái kệ này nghe đồn đâu là có từ lâu lắm rồi, cũng không biết là của ai nữa. Chỉ biết rằng á, đa số những cái người mà ở trong cái căn phòng này á thì đều cúng kiến cho cái kệ thờ này hết. Họ gọi là cúng kiến nhang đèn là rất là đàng hoàng luôn. Chuyện thì sẽ chẳng có gì để nói ha, cũng chẳng có gì xảy ra nếu như mà anh Dũng này em cũng làm y chang như vậy. Nhưng không, anh không làm như vậy. Thậm chí là anh không thờ cúng đã đành đi ha, anh không đốt nhang đã đành. Đằng này anh còn đem luôn cái kệ đó, đem dẹp luôn, đem dẹp cái kệ thờ nó ra ngoài, ở ngoài cái góc đường luôn, chứ không còn là để vào trong cái phòng đó nữa. Mặc kệ cho mọi người là khuyên ngăn đồ này nọ, nói không có nên đâu nha. Cái này là có lâu lắm rồi, mày không chịu thì thôi mày đốt nhang, không đốt nhang thôi để tụi tao đốt. Chứ đâu mày làm vậy. Nhưng mà một hai là anh không có chịu. Tại vì bởi vì anh Dũng á, anh là một cái người gọi là không sợ trời, không sợ đất. Và bà ngoại của anh á, lại là một thầy pháp có tiếng nữa, chuyên về bùa ngải. Thế là những cái việc mà thờ cúng hoặc là những cái bàn thờ, mình cái kệ thờ như vậy á là anh xem thường lắm. Thậm chí anh cũng không có để tâm tới luôn. Thế là chuyện gì đến cũng đến. Mình nghe đến đây là mình biết khi mà bỏ kệ thờ thì sẽ có chuyện gì xảy ra rồi. Thì kể từ khi mà anh Dũng này anh bỏ cái kệ thờ đó đi đó, thì anh bắt đầu có những cái hành động rất là lạ, khác thường so với mọi ngày. Thì ban ngày á, trừ những cái lúc đi học nha, thì về đến nhà thì anh Dũng anh toàn quay ra anh nằm anh ngủ không à. Cho đến chiều tối á thì dậy, và dậy cái tắm rửa cái là đi thẳng ra khỏi nhà. Từ một cái người rất là hoạt bát, rất là vui tính, lúc nào cũng vui vẻ cười đùa với mọi người đó, thì bây giờ trở nên ít nói, thậm chí là không thèm nói chuyện với ai luôn, nói chi là ít nói nữa ha. Thì mọi người cũng thấy kỳ kỳ rồi, mọi người cũng hỏi thăm nhưng mà anh cũng không thèm trả lời luôn. Và từ từ là anh chuyển sang anh cúp học nhiều hơn nè. Lúc đầu là còn đi học, không nói chuyện. Còn bây giờ chuyển sang là cúp học. Rồi không thèm đi ra khỏi nhà. Ban ngày cứ nằm lăn ra ngủ thôi.
Dũng anh chẳng làm gì hết trơn, ăn xong mà lăn ra ngủ kiếm cái mền cái gối nào cái chùm lại ngủ cho đến khuya thì bắt đầu đi, và càng ngày càng đi khuya hơn. Lúc đầu mọi người cũng cho rằng ừ có khi đi cà phê đi dạo mát đồ này nọ, tại vì sinh viên mà với lại trường này thì cũng gần biển nữa, có khi đi ra ngoài đó hóng biển chẳng hạn. Nhưng mà cũng hỏi thăm bao nhiêu lần rồi mà anh không có trả lời. Riết thì dù sao cũng là bạn bè chung ký túc xá thôi, chứ không phải là người thân gì đâu mà quan tâm nữa. Người ta cũng nản, thế là người ta không có quan tâm anh nữa luôn. Thì mọi người bắt đầu cũng nghĩ rằng á là ừ, chắc là Dũng á nó không có ưa mấy cái người trong phòng như tụi mình, không có ưa những cái người chung phòng của nó, nên là đi tới khuya, đi mà đợi cho người ta ngủ hết trơn rồi đó mới về. Để cho làm gì, để khỏi gặp mặt ai chứ không có gì hết á, khỏi thèm nhìn mặt ai hàng sao. Bắt đầu người ta cũng ghét luôn và người ta cũng không thèm để tâm tới ha, chẳng ai nghi ngờ hay thắc mắc gì nữa hết trơn. Cho đến một hôm, thì hôm đó là anh Dũng anh lại tiếp tục đi khuya cho đến khoảng tầm 12 giờ đêm. Thì lúc này trong phòng mọi người đang nằm ngủ thôi, giờ đó 12 giờ thì sinh viên cũng có họp bài khuya, cũng có thức khuya, nhưng mà cũng có một vài người đã ngủ rồi. Thế là đang nằm trong phòng như vậy tự nhiên nghe râm râm luôn. Mọi người cũng giật mình, ủa giờ này mà không lẽ kiểm tra ký túc xá gì đâu, kiểm giờ này ta, 7 giờ là kiểm rồi mà không lẽ giờ này lên kiểm tra nữa. Mọi người mới giật mình chạy ra mở cửa, thì thấy ở trước mặt là cái chú bảo vệ ký túc xá và thêm một vài cô chú lao công nữa. Và những cái người này đang đỡ hay đang kè anh Dũng đi ở ngoài, đi vào phòng. Anh Dũng thì bây giờ cả người ướt sũng mà, và mặt giống như là phờ phạc mà giống như là mắt trợn ngược, làm cái hình dạng gì nhìn ghê lắm. Thế là lúc này mấy cô chú công nhân vệ sinh này mới kể lại là cách đây khoảng chừng một tiếng đồng hồ thôi, giờ này là cũng khoảng 11-12 giờ rồi, nên là mấy cô chú đang quét rác ở ngoài đường á. Khi đến ngay chỗ gần cái khu vực bờ kè sát bờ biển thì vô tình thấy anh Dũng anh đang ngồi. Thì mọi người cứ nghĩ là ừ chắc là ngồi hóng mát hay là gì, ngồi bờ kè thường nhiều người ngồi lắm, thì cũng nhìn vậy thôi. Nhưng mà sao giờ ngoài thấy cái ông này ông ngồi có một mình ông im ru vậy à. Mà giờ này ngoài đường cũng khá là vắng rồi, không có ai mà đi dạo biển mà ngồi một mình, mà ngồi giữa nửa đêm rồi cứ nhìn chân ra biển vậy hoài. Thì bắt đầu mấy cô chú này người ta mới để ý, tại vì thường nếu mà đi ra ngoài đây thì cũng phải có bạn bè hay là có bồ bịch đồ ngồi kế bên, còn đằng này là ngồi im ru một mình và ngồi tới nửa đêm như vậy. Người ta lâu lâu người ta quét, người ta cũng dòm dòm vậy. Thì đột nhiên một lát sau thôi ha, cách đó khoảng chừng 10 phút nữa thôi á, thì anh Dũng đột ngột anh đứng dậy và anh đi từ từ anh tiến về phía biển. Anh cứ đi như vậy, thì lúc đầu mọi người cũng dòm dòm thôi, thấy ừ ra biển không biết là đi dạo ngoài biển hay sao. Nhưng mà anh cứ đi hoài luôn, đi càng ngày càng sâu ra biển á, và cho tới khi mà nước ngập tới ngực luôn, gần tới còn cổ rồi, thì mấy cô chú công nhân mới, ôi kỳ vậy, không lẽ cái thằng này nó tự tử, định tự tử hay sao ta, hay là họ mới hô hoáng lên. Ha, hô hoáng lên sau đó là chạy vội vã luôn xuống cứu anh Dũng lên. Khi đó là người anh ướt nhẹp à, và gọi là cũng sắp là nước cũng sắp ngập cái đầu rồi đó, thì anh vùng vẫy rất là mạnh luôn. Mọi người phải là huy động 3-4 người luôn á thì mới kéo anh lên được. Thì khi mà kéo lên được rồi thì cũng anh cũng giải, anh cũng la vậy, thì có một số người người ta dịnh lại ha, một số người bắt đầu người ta nói ủa bây giờ sao ta, cái người này vậy giờ mình làm sao, đưa về nhà thì cũng không biết địa chỉ, không biết số nhà gì hết trơn, người này đi ngoài đường vậy mà. Thì bây giờ mới kiểm tra cái bóp tiền á. Khi mà kiểm tra cái bóp tiền thì thấy ừ cái thẻ sinh viên, và trên cái thẻ sinh viên nó có ghi là trường sư phạm đồ này nọ ha, ở gần ở đây, chắc là cái ký túc xá gần đây nè. Tại vì ở gần khu vực này chắc chắn là biết là ừ có cái trường đó, có ký túc xá đó rồi. Thế là mới đưa anh về đây. Nói xong thì mấy cô chú cũng kể ra như vậy đó. Chú bảo vệ ông cũng gật gật đầu, ông nói ờ thôi vậy cảm ơn, rồi cho mọi người đi về làm tiếp công việc của họ. Còn chú bảo vệ ở lại cũng la cho cái phòng này một trận luôn. Ha, sinh viên gì mà đi đêm đi hôm. Tại vì giờ giấc quy định là thường thường ở ký túc xá người ta quy định khoảng 10 giờ, hay như nhớ là khoảng 10 giờ là bắt buộc phải có mặt ở trong phòng rồi. Mà không hiểu sao cái anh này anh đi về khuya, anh Dũng này anh đi về khuya được, không biết là đi đường nào luôn đó. Thì chú bảo vệ ông cũng la rất là nhiều luôn. Thì sau đó la xong một trận thì ông cũng đi ha, đi về chỗ trực của chú tiếp.
Cái đêm hôm đó phải nói là một cái đêm mất ngủ của nguyên cả một cái phòng đó luôn. Từ khi mà anh Dũng anh đi về phòng á, là anh không nói không rằng nha, cứ im im và cái mặt sắc lạnh, nhìn cái mặt rất là dữ tợn, rồi cứ tự hành hạ bản thân mình, tự cào xé rồi giống như là một cách điên cuồng luôn, tự cào tay cào chân cào mặt cào mày mình, làm cái dáng vẻ giống như là một con thú dữ vậy đó. Thì các bạn cùng phòng lúc này người ta thấy người ta cũng sợ chứ, mà dù là nói không quan tâm chứ thực chất là chung phòng mình, rồi lỡ có bị gì ha rồi mình biết làm sao, thấy cũng không chịu đựng được, thế là chối tay chối chân anh lại để anh nằm trên giường á. Nhưng mà chối tay chối chân lại á thì anh cũng không có nằm im đâu, anh bắt đầu anh vùng vẫy, anh đập giường, anh vô quạo làm rất là ghê luôn. Thì bắt đầu là cái miệng của anh có ý định là cắn lưỡi, lè cái lưỡi ra định cắn như vậy nè, thì mọi người mới vội vã thôi, bây giờ lấy đại cái khăn nào đó nhét vô miệng của anh đi, chứ mà bây giờ để như vậy lỡ anh cắn lưỡi chết thì sao. Thế là chuẩn bị ha, cũng leo cái khăn mà chuẩn bị nhét vào miệng của anh. Nhưng mà khi mà chuẩn bị nhét vào đó, chuẩn bị mà bỏ vào trong miệng rồi đó, thì anh Dũng này anh hét lên: tao phải giết cái thằng này, tụi bay đừng có cản tao, tụi mày đừng có cản tao, tao phải giết nó. Và cái điều đáng sợ là không phải là bằng cái giọng của anh Dũng đâu nha, mà là giọng của một người phụ nữ. Cái giọng này là cái giọng lanh lảnh của một người phụ nữ luôn. Thì mọi người mới hoảng loạn, hay mọi người hoảng loạn, nhưng mà hên lúc đó là vẫn kịp nhét cái khăn vô miệng của anh một cái, nên là không còn nghe gì nữa, không biết là có nói gì nữa không, nhưng mà chỉ kịp nhét cái khăn vào miệng thôi là mọi người lùi ra xa liền. Lúc này là ai cũng hoang mang hết trơn á và sợ rồi. Mọi người mới nghĩ rằng là rồi hình như là anh Dũng này anh bị ma nhập rồi, chứ đâu mà mặt mày rồi ghê rợn, rồi còn đòi giết, rồi cái giọng là giọng nữ nữa, sao vậy được. Thì thế là mọi người mới quyết định thôi bây giờ gọi ha, gọi lấy điện thoại của anh ra gọi cho bà ngoại của anh Dũng đến. Tại dù sao thì bà ngoại cũng là gọi là một thầy pháp có tiếng chuyên về bùa ngải rồi mà, thì chắc ba cái vụ ma nhập này thì biết trị được. Thế là móc điện thoại ra gọi. Thì cho đến sáng hôm sau ấy, thì bà mới vào được. Tại vì ký túc xá đâu phải là muốn vô là vô đâu, bà phải chạy tới sáng ấy, thì mới được vô. Thì khi vô đến nơi ấy, là bà ngoại của anh Dũng lấy ra một cái miếng bùa và dán lên trán của anh. Là nguyên một cái đêm nó vùng vẫy la đủ như trợn mắt nha, trợn ngược coi như là không ngủ luôn á, cứ thức la hét người quơ quào như vậy đó. Nhưng mà từ khi mà dán cái miếng bùa đó lên thì anh không còn vùng vẫy nữa và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Sau đó thì bà ngoại của anh Dũng mới nói rằng á, là bây giờ Dũng nó bị quỷ nhập rồi, bây giờ bà phải đem về nhà thì bà mới cứu được nó, chứ để đây không có được. Thì sau khi mà bà ngoại của anh đem về nhà, bà ngoại mới nhốt anh Dũng vào trong một cái căn phòng, và cái căn phòng này là dán đầy bùa của bà luôn ha, xung quanh bức tường là dán toàn là bùa hết, và mỗi ngày thì sẽ vào làm phép một lần, như là ăn uống sinh hoạt tất cả mọi thứ luôn, đi vệ sinh rồi nọ là có cái toilet ở trong phòng luôn á, là tất cả mọi thứ đều phải diễn ra ở trong cái căn phòng đó và không được đi ra ngoài. À, đi ra ngoài thì rất có thể là bị nhập nữa. Thế là anh ở trong đó nguyên một tuần, và khoảng một tuần sau thì bắt đầu là mới trở lại bình thường. Cho đến khi mà anh bình thường rồi anh đi học lại á, thì bà ngoại của anh Dũng mới cho anh một cái vòng cổ. Cái vòng này cũng là một cái vòng dây bình thường thôi, nhưng mà nó đã được làm phép để tránh cái trường hợp là anh bị nhập thêm một lần nữa. Lúc này khi anh Dũng anh trở lại ký túc xá thì trở lại với một con người hết nhập rồi, thì trở lại với một con người vui vẻ như bình thường ha, cũng nói chuyện rất là nhiều luôn. Thì tỉnh táo xong rồi anh mới kể là tối cái đêm mà anh đã đem cái kệ quăng ra ngoài đó, cái kệ thờ đó đó, thì hôm đó anh đang nằm ngủ thì anh nằm mơ. Trong mơ thì anh thấy là có một cái cô gái. Cái cô gái này trạc chắc cỡ chừng 20 tuổi, như cũng giống như sinh viên trạc trạc tuổi nhau như vậy đó, thì đứng ngay chân giường của anh luôn. Mặt cô gái đó xám xịt à, và áo quần thì máu me không, cứ lặp đi lặp lại cái câu là: sao mày phá nhà của tao, sao mày dám phá nhà của tao, tao giết mày chết cho mày phá nhà của tao. Thì cứ lặp đi lặp lại câu nói vậy đó. Nói rồi cô gái đó còn nhảy vào người của anh Dũng luôn. Thì khi mà nhảy vào một cái là anh bị giật mình, sau đó là anh không biết trời chăng nhìn hết, như là ngất luôn hay là đứng hình luôn thì cũng không biết. Cho đến sáng ra đó là anh mới
nhớ lại cái câu chuyện đó hay cái giấc mơ đó, nhưng mà anh cũng không có định kể cho mọi người nghe. Cái thứ nhất á là anh sợ là bây giờ mình kể ra rồi trong phòng ta nói này nói kia, nó đó hay chưa tao nói mày rồi, tao kêu mày đừng có quăng cái kệ bàn thờ của người ta mà mày không chịu nghe đó, giờ người ta tìm mày đồ này nọ, thì anh cũng tự ái, anh không có dám nói. Cái phần thứ hai á là anh sợ ha, bây giờ người ta chê cười đồ này nọ rồi sao, hôm nay mình nói ra là mình nhát gan hả. Rồi thêm một phần nữa là anh nói là chắc cái cô gái này con chỉ hù thôi, ma mà hù thôi chứ làm gì làm được, không lẽ giết được, sao mà giết được, có làm gì đâu mà giết, không có dám làm gì anh. Anh nghĩ như vậy đó, thì anh cũng không có thèm nói với mọi người luôn. Ai dè ha, trong cái khoảng thời gian mà mình còn tỉnh táo đó thì anh không kể, cho đến khi là cơ thể của anh á bắt đầu mất kiểm soát, nó rơi vào cái trạng thái gọi là không tự chủ được nữa rồi đó. Có những ngày là anh, thật ra là anh cũng cảm nhận được là anh không có muốn đi ra ngoài đường vào ban đêm, nhưng mà anh không có làm gì được, anh cứ đi ra ngoài đó, ra ngoài biển đi thất thờn gì đó. Có lúc là hả muốn đâm ra ngoài mấy cái chỗ chiếc xe buýt rồi nó ta đang chạy xe tải rồi đó, có khi muốn đâm đầu ra đó luôn. Rồi đỉnh điểm là cái tối hôm mà anh đi ra biển đó, cái tối hôm mà anh bị nhập nặng đó đó, là anh bị dẫn ra đường rồi đi thẳng ra biển, chỉ nghe văng vẳng bên tai cái tiếng cô gái nói là mày đi chết đi, mày chết đi, tao cho mày chết. Thì nói xong như vậy là anh không còn biết gì nữa, có nghĩa là họ đã nhập vào và họ điều khiển cơ thể của anh rồi. Cho đến khi mà anh được bà ngoại của mình đưa về phòng, đưa về nhà rồi ở trong cái căn phòng đó, thì bắt đầu là mới tỉnh táo ha, mới tỉnh táo là bắt đầu phải ở trong đó làm phép đồ này nọ, ở trong đó một tuần lễ với bà ngoại thì mới hết. Khi nghe đến đây ha, là bắt đầu là anh Dũng nói lần này là anh cũng sợ rồi, thật sự là anh tin rồi đó, chứ mấy lần trước là anh không có tin. Và mọi người nghe đến đây mọi người cũng rất là sợ luôn, nguyên cả phòng mới nói là ồ trời ơi, sao cái người này linh thiêng dữ vậy, mà cái kệ này linh thiêng quá, và chắc cái người mà mình thờ hổm giờ đó, mình thờ cúng đó, chắc là người nữ, cái người nữ đó mới đi theo, mới nhập vào người của anh Dũng rồi mới gọi là trừng phạt anh Dũng như vậy. Thế là mọi người cùng với anh Dũng á mới đi ra ngay chỗ cái góc ha, khiêng đem cái kệ thờ đó vào trong gắn lại, như là thờ cúng trở lại bình thường, đốt nhang đốt đèn rồi lại. Thì chỉ có điều là sau khi làm như vậy á, anh Dũng anh cũng không dám ở lại trong mấy căn nhà, trong cái phòng này nữa, tại vì anh nói lỡ rồi ha, mình gặp lần rồi lỡ biết đâu mình ở đây không biết là người ta có tha thứ cho mình hay không, nhưng mà ở đây thì cũng hơi sợ quá. Thế là anh mới xin ha, xin ban quản lý ký túc xá chuyển anh qua một cái phòng khác. Thì từ đó cho đến khi ra trường luôn thì anh Dũng anh không có gặp lại cái cô gái đó nữa, cũng không có bị nhập nữa. Thì anh nói là không biết là do mình đã đem lại vị trí cũ rồi ha, đem cái kệ thờ lại vị trí cũ rồi, hay là nhờ cái vòng của bà ngoại thì cũng không biết. Chỉ biết là từ đó cho đến khi ra trường á, thì anh Dũng lúc nào cũng đeo cái chiếc vòng của bà ngoại cho, đeo trên cổ. Ví dụ như nó gần cũ, nó gần mục rồi ha, tại vì bằng giải, bằng chỉ đồ này nọ mà, thì đâu thể nào mà đeo 3-4 năm trời được đâu. Nó hơi mục thì đem thay cái mới ha, xin bà ngoại cái mới. Cứ liên tục như vậy cho đến khi mà ra trường luôn á, thì mới tháo cái vòng nó ra ha, cho an toàn. Rồi đó là câu chuyện của bạn ha, một câu chuyện nói về, thật ra là đây là nói về một cái vấn đề rất là tâm linh luôn, đó là mình đem cái bàn thờ, cái kệ thờ của người khác ra ngoài. Nhưng cũng không biết là cái trường này tại sao là ban quản lý ký túc xá lại cho cái kệ thờ đó, hay là ở trường người ta cũng biết rồi ha, người ta cũng biết nên là người ta mới để như vậy luôn hay sao. Chỉ biết là ừ, anh này anh gan quá, như là không sợ trời không sợ đất, không có tin gì này nọ đó, thì mới gặp cái trường hợp này thôi. Rồi cảm ơn bạn Chi về câu chuyện của bạn rất là nhiều, và cũng cảm ơn cô ha, cô Thư đã kể cho bạn Chi nghe, thì bây giờ mình mới có một câu chuyện hay để nghe như thế này. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Bây giờ Như xin qua đến câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay. Câu chuyện tiếp theo là câu chuyện của một khán giả tên là Võ Thiên Lâm đã gửi về fanpage Chuyện Ma Vũ Mập. Câu chuyện này thì bạn được nghe kể lại và cũng chứng kiến được một vài phần luôn ha. Câu chuyện xảy ra cách đây khoảng 2 năm về trước, vào cái năm bạn 19 tuổi. Khi đó thì bạn Lâm đang là sinh viên năm 2 và ở ký túc xá cùng với 6 người bạn. Và duy nhất trong 6 người đó thì có một cái người là bạn thân. Cái người bạn thân này tên là Đạt, cũng là sinh viên luôn. Và thường sinh viên á thì cuối tuần không có học. Và nhà thì của hai người bạn này, bạn Đạt với bạn Lâm á, cũng không có quá xa so với cái trường đó.
Nên là cuối tuần thì thường á, vào thứ bảy thì cả hai sẽ về nhà chơi ở hai ngày, thứ bảy chủ nhật, ha, tối chủ nhật thì mới lên lại ký túc xá. Nhà của hai người thì cũng gần nhau nên sẽ là thường xuyên đi về chung, và lên thì cũng lên chung luôn, như là đi chung một xe cho nó khỏe, vừa tiết kiệm đồ này nọ đó. Hôm đó thì cũng như mọi khi, vào thứ bảy cuối tuần nên là hai đứa mới đi về nhà. Sau khi mà ăn uống xong xuôi rồi á, thì bạn Đạt, bạn mới mở điện thoại lên để bạn chơi game. Thì thường ngày nào cũng vậy hết trơn á, bạn với bạn Lâm đó, hai người bạn thân của nhau mà, sẽ chơi game. Chơi game thì khoảng tầm tới 1-2 giờ sáng là bình thường mới chịu tắt điện thoại đi ngủ. Ở ký túc xá cũng vậy mà về nhà cũng vậy luôn, giống như là một cái thói quen như vậy đó. Thì khi mà chơi game với bạn Lâm xong á, bạn Đạt bạn mới tắt điện thoại bạn đi ngủ. Thì bạn á, chỗ của bạn ngủ là ở phía sau nhà và ở trên một cái bộ ván. Giờ đó thì cũng gần sáng rồi, đấy ra là cũng mệt lắm rồi đó. Nhưng mà không hiểu sao bạn Đạt bạn nằm hoài mà bạn không có ngủ được, cứ trằn trọc tới trằn trọc lui. Tại vì nhà thì có thêm một cái đồng hồ quả lắc nữa, đồng hồ như là đồng hồ xưa đó, nó cứ tích tắc và lâu lâu tới đúng điểm giờ cách tiếng hay gì đó thì nó sẽ bon lên một lần. Thế là cũng hơi khó ngủ. Nhưng mà nằm quay qua quay lại thì cũng một hồi thôi, tại vì giờ này cũng mệt quá rồi. Thế là bạn mới nằm bạn mới ngủ được. Lúc này thì bạn Đạt bạn nằm mơ. Trong mơ thì thấy có một người con gái ha, nhìn xinh lắm kìa. Mũi cao, da trắng, rồi mặc một cái đầm màu xanh da trời, nó nhìn giống như là tuổi thanh xuân với thiếu nữ vậy đó. Đẹp dữ lắm luôn. Và cái tuổi thì cũng trạc trạc tuổi của bạn Đạt luôn đó. Và cái người bạn này là cái cô gái này là mới xin làm quen với bạn Đạt. Rồi nói chuyện với nhau rất là vui vẻ luôn, cũng không có xưng tên, xưng tuổi gì hết trơn, như là ừ mình làm bạn với nhau nha này nọ đó. Thì cũng nói chuyện và vui vẻ với nhau. Ha, cho đến sáng hôm sau thì bạn Đạt bạn giật mình vậy, bạn nói ủa mơ ta, sao nghe mà giống như thiệt vậy đó, giống như cảm nhận giống như thật vậy đó. Nhưng mà cũng không có kể cho ai nghe hết, tại vì cứ nghĩ là chắc mình chơi game nhiều quá rồi thức khuya rồi nọ, với lại nằm mơ là bình thường mà, lâu lâu nằm mơ thấy người này người kia là bình thường, nên là cũng không có kể cho ai nghe, cũng coi như là bình thường luôn, không quan tâm nữa. Cho đến khoảng một thời gian nữa, ha, một tuần sau á, thì trong cái khoảng thời gian đó là bạn cũng đi học bình thường, cũng quay lại ký túc xá ở, thì cũng không có mơ mộng gì luôn. Cho đến đúng một tuần sau, cũng là thứ bảy, thì thứ bảy đó cũng về nhà mà. Thì khi về nhà chơi game xong xuôi này nọ rồi thì vẫn đi ngủ và vẫn nằm mơ. Lần này, thấy cái cô gái này á, rủ bạn đi chơi. Giống như là ừ, lần trước là đã làm quen với nhau rồi, đã biết được ừ mình là bạn bè của nhau rồi đó, nói chuyện rất là vui, rất là hợp rồi đó. Thì lần này là rủ đi chơi, đi mua sắm, đi xem phim, đi ăn đồ này nọ. Thì giống như là cảm giác như là hình như là người yêu một đôi, một cặp với nhau vậy đó. Lúc này là khi mà sáng giật mình tỉnh dậy á, là cả người mệt mỏi giống như là mình đi chơi thiệt vậy đó. Và bạn Đạt bạn nói là thấy hơi kỳ kỳ đó, sao mà giống như là nó có tiến triển ha, ừ cái mối quan hệ này nó có theo thứ tự làm quen, xong bây giờ đi chơi rồi này nọ nữa, thì thấy cũng hơi kỳ kỳ. Thế là bạn nói ủa sao vậy ta, là sao ta, phải mơ không, mơ thiệt mà sao nó cứ giống như thiệt vậy đó. Tại vì mình là mình thích con trai, trong cái câu chuyện này là bạn Đạt bạn là cộng đồng LGBT cho cả nhà, bạn thích con trai, gu của bạn là mấy anh trai kìa, chứ không phải là gọi là mấy nhỏ bánh bèo như vậy. Nên là bạn nói ủa sao vậy, sao được, sao mà đi chơi chung đồ này nọ vậy được. Thế là sáng sớm ha, giật mình dậy cái là bạn Đạt bạn lật đật bạn chạy qua nhà bạn Lâm để bạn kể hết tất cả mọi chuyện cho bạn Lâm nghe. Thì khi mà bạn Lâm nghe như vậy đó thì bạn Lâm nói ừ chắc mày mơ thôi, bình thường đấy mày ơi, chứ có gì đâu, hay là mày do lần trước mày mơ một lần rồi mày tưởng tượng ha, mày biết nhỏ đó rồi đó, mày tưởng tượng quá nên lần này mày mơ tiếp vậy thôi chứ có gì đâu. Thì bạn Đạt bạn nghe cũng có lý, ừ có khi là mình trong mong lần trước mình mơ lần rồi, lần này mình mơ lần nữa giống vậy hay sao đó, thì thôi cũng kệ luôn, thì cũng cho qua luôn. Cho đến những cái tuần sau nữa thì cái giấc mơ này cứ lặp đi lặp lại, và tuần nào cũng mơ, cứ đúng tối thứ bảy nha, giống như là hẹn trước vậy đó, cứ tối thứ bảy về nhà chơi game nằm ngủ thì mơ, và có 4 tuần như vậy là mơ đều hết 4 tuần luôn. Cho đến cái tuần thứ 5 á, thì lần này trong giấc mơ không còn là đi ăn, đi chơi, đi xem phim đồ này nọ nữa, mà cái cô gái này đề cập đến cái vấn đề là làm người yêu của bạn Đạt.
tới cái giai đoạn phát triển thành người yêu của nhau luôn, chứ không phải là dạng crush hay là dạng đi chơi bình thường nữa. Thì lúc này là bạn Thạc bạn hơi rén rồi, tại vì về cơ bản là bạn không có thích con gái. Ví dụ hồi hổm giờ xem con nhỏ này con bánh bèo là bạn ok, đi chơi chung đồ này nọ đồ, đi ăn đi xem phim là bạn bè với nhau bình thường thôi. Chứ bây giờ mà đề nghị làm người yêu, làm bạn gái là làm sao trời, làm sao, mình đâu có thích đâu, mình thích con trai mà, kiểu đại loại vậy đó. Thì cái cô gái này cổ còn nói là cho Đạt thời gian tìm hiểu, cho Đạt thời gian suy nghĩ. Hà cứ giờ cho một tuần đi, cứ suy nghĩ đi rồi tuần sau rồi trả lời tôi. Thì bạn Đạt trong giấc mơ mà cũng gật gật đầu, sau đó là giật mình tỉnh dậy. Lần này là thấy không ổn rồi nha, mơ gì mà y chang thiệt mà nó có giai đoạn nữa. Hồi lúc trước mình cứ tưởng suy nghĩ thôi, mình suy nghĩ nhiều quá thôi, còn bây giờ là vừa làm quen xong nó đi chơi với nhau, đi ăn đi uống với nhau, còn đỉnh điểm bây giờ là làm người yêu luôn. Và cái việc làm người yêu là gọi là quá xa vời, không thể nào được. Mình đâu có thích đâu mà tự nhiên kêu làm người yêu là sao, không có thích mấy bánh bèo. Thế là bây giờ sao ta? Mà mỗi lần tỉnh dậy như vậy nha, làm người rất là mệt mỏi, giống như là đi chơi thiệt, đi ăn thiệt, đi uống thiệt, đi bộ xa lắm hay sao mà tay chân mỏi nhừ hết trơn. Thế là bạn sợ quá, bạn nói thôi không được rồi, để đi qua hỏi anh Lâm coi sao. Thế là bạn Đạt lại chạy qua tâm sự với bạn Lâm một lần nữa. Thì cái lần này á, bạn Lâm bạn cũng thấy không ổn rồi, cũng không biết là xử lý như thế nào luôn. Mặc dù là biết có khi nào hả mày bị duyên âm đồ này nọ không con, hả tao cũng đọc nhiều chuyện, tao cũng biết nhiều chuyện về mấy cái việc đó đó, có khi duyên âm đó thôi cũng được đâu, bây giờ phải làm cách nào để dứt đi chứ, mơ vậy hoài là mấy mốt làm người yêu rồi có khi cưới đồ này nọ thì sao. Nên là mấy quay qua bây giờ hỏi ai đây, nhờ ai đây, mấy suy nghĩ đến là thôi bây giờ là nhờ ba của bạn Đạt đi. Tại vì trong nhà bạn Đạt là cái người nói chuyện với ba nhiều nhất ha, chỉ nói chuyện với ba được thôi, hợp với ba thôi, không có hợp với mẹ. Thế là đem hết tất cả mọi chuyện kể lại cho ba nghe. Thì khi mà ba nghe cái vụ việc như vậy á, ba cũng hiểu sơ sơ rồi, mà nói để ba coi coi sao, nhưng mà thôi bây giờ cứ bình thường đi, cứ mỗi đêm mà bây giờ con thấy điều gì mà kỳ kỳ á thì thôi con cứ niệm Phật ha, niệm đỡ như vậy đi rồi coi làm sao. Thì bạn Đạt bạn cũng dạ vậy con mai mốt có gì con niệm Phật. Thì cho đúng khoảng một tuần sau ha, cho đến cái đêm hôm đó thì bạn chơi game xong bạn đi ngủ, và lần này là bạn nằm bạn chờ để mình được mơ, để mình được trả lời cái cô gái đó cho rõ ràng. Tại vì á giống như là một cái thói quen rồi, là cứ tuần nào cũng mơ, tuần nào cũng gặp, thì bây giờ mình cứ nằm đây mình ngủ đi, mình mơ thế nào mình cũng gặp cái cô nữa. Rồi mình cũng từ chối hoặc là mình niệm Phật, mình làm cái gì đó theo lời ba dặn đó. Thì bạn cũng nằm bạn chờ. Nhưng mà hôm nay khác nha, bạn nằm mà bạn không có ngủ được, bạn cứ trằn trọc. Thì cũng không có mơ được luôn. Tất nhiên là không ngủ thì không có mơ được. Nhưng bạn Đạt bạn vẫn thấy cô gái đó. Và có nghĩa là hôm nay cô gái đó không xuất hiện trong giấc mơ, mà cái cô gái này là xuất hiện ở ngoài đời thật luôn, và đang đứng trước mặt bạn Đạt. Ủa gì kìa? Ủa? Và bạn bắt đầu hơi sợ rồi nha. Tại vì bạn ý thức được á là có cái chuyện gì đó không lành rồi. Sao mà cái cô gái này mình đã gặp trong mơ mà làm thế nào mà ở ngoài đời thật mà mình gặp được, xuất hiện ở ngoài đây được, mà giờ này thì tất nhiên là người bình thường, làm sao mà đi vô nhà của mình được, không có một tiếng động nào luôn. Bạn đang bạn giật mình, bạn ngồi dậy bắt đầu bạn lùi về một góc. Cái cô gái này á, lúc này là mặc cũng bình thường nha, cũng là cái áo đầm màu xanh da trời ha, rồi thêm mặt mày hồng hào tươi tắn, rất là vui vẻ, rồi cũng rất là xinh luôn. Cũng mới đứng ở đó mới tiếp tục và rủ bạn Đạt đi chơi, đi chơi hôn đồ này nọ đó. Nhưng mà lần này tất nhiên là khi trước một cái cảnh tượng như vậy thì bạn Đạt bạn sợ, thì làm sao mà dám đi chơi được. Mới nói là không đi đâu, không có chịu đi. Thì cô gái lúc này không đi thì cô không hỏi nữa. Bắt đầu cô mới hỏi là ủa vậy Đạt có làm người yêu tôi được không, có đồng ý làm người yêu tôi không. Thì cái cô gái này khi mà hỏi như vậy thì tất nhiên là trong lòng của bạn Đạt là không rồi ha, tại vì bữa nay mình quyết định là mình từ chối mà, mình không có làm người yêu của người ta, làm bạn thì được ha, chứ yêu đương gì trời, sợ gần chết mà yêu đương cái gì. Thì cũng định trả lời là không, nhưng mà không có trả lời được, giống như sợ quá hay sao đó, chỉ biết khẽ lắc lắc đầu như vậy thôi. Khi mà bạn vừa lắc đầu trả lời như vậy thôi thì cái cô gái này á
đang cười đúng không, đột nhiên trở nên hung dữ, cái mặt rất là dữ luôn, và mặt từ hồng hào chuyển sang gọi là xám xịt luôn đó. Hai con mắt thì trợn ngược, cái bộ đồ màu xanh thì cũng chuyển sang bộ đồ màu trắng luôn, và tóc tai thì bay rũ rượi, bay lên như vậy, giống như là hiện hình thành một cái con ma mỡ vậy đó. Cô gái bắt đầu nhào tới nắm chặt tay của bạn Đạt lôi đi, giống như là lôi đi để bắt đi theo vậy đó. Thì chợt bạn Đạt bạn nhớ ra cái lời ba của mình dặn, bạn bắt đầu niệm Phật. Cô gái thì khi mà thấy bạn niệm Phật vậy thì càng ngày càng hung dữ hơn. Thế là từ nắm tay nha, chuyển sang bóp cổ, bắt đầu đè bạn ra bóp cổ và siết rất là chặt luôn. Người của bạn Đạt bắt đầu khó thở, tay chân thì tê cứng và bắt đầu giãy giụa đập chân, đập xuống tấm ván mà đùng đùng luôn. Thì do là cái tiếng động này nó quá lớn hay sao đó, nên là ba ông nghe thấy. À, ba bạn Đạt nghe thấy là ba chạy ra, ba bật cái đèn lên. Khi mà ba bạn bật đèn lên, vừa bật lên một cái thôi, cái ánh sáng mà nó lóe lên á, thì cái cô gái này nè, cổ cũng biến mất tiêu. Vừa bật đèn là cô gái cũng vừa biến mất. Tao nói là bạn ngồi bạn thở không, bạn run cầm cập luôn, nhưng mà bây giờ cũng không có kể cho ba nghe được, chưa có định hình để kể cho ba nghe được vậy đó. Thì bạn hoảng quá rồi, bạn mới nói là thôi bây giờ ba làm ơn ba cho con vô ba ngủ với ba mẹ đi, ngủ một đêm thôi, có gì sáng con kể sau. Thì sáng hôm sau bạn vẫn kể là cho ba nghe, ừ mình gặp như vậy đó. Ba nói thôi để từ từ rồi ba lên ba xin bùa đồ này nọ cho đeo. Thì sáng hôm sau, trong lúc mà bạn đang ngồi ở cái bộ dáng để bạn xếp mùng xếp mền, hôm qua ngủ ở đây mà tung mền tung gói bỏ chạy rồi thì còn văng mùng đồ này nọ đó, mới tháo mùng ra ngồi xếp lại, thì cũng vừa ngồi xếp vừa suy nghĩ, xong không biết cái cô gái này ai ta. Hẳn giờ cũng nhớ kỹ lại là có đâu có đi ngang qua mã mồ hay là tai nạn gì đâu mà sao tự nhiên giờ bị như vậy. Thì cũng đang ngồi suy nghĩ trằn trọc như vậy. Trời xui đất khiến sao, khi mà bạn đang ngồi bạn suy nghĩ gì nè, cái tự nhiên bạn nhìn sang cái nhà hàng xóm. Nhà hàng xóm kế bên thôi, cũng gọi là đâu mặt qua thấy gì đó. Thì thường thì bên đó người ta đóng cửa nha, nhưng mà hôm nay không hiểu sao cái người ta lại mở cửa và thấy đang mở cửa trước ra vậy nè. Và tự nhiên cái nhìn qua bên đó thì thấy có một cái bàn thờ. Cái bàn thờ này vẫn còn một cái miếng vải trắng luôn. Có nghĩa là cái người này cũng vừa mới mất trong vòng đâu 2 năm thôi. Gọi là chưa có mãn tang, vẫn còn cái bàn thờ cúng cơm đó. Thì bạn mới nhìn cái tấm hình thờ thì bạn giật mình luôn. Vì cái người trên bàn thờ này chính là cái cô gái mà mỗi cái giấc mơ rủ bạn đi chơi. Cũng chính là cái cô gái hôm qua mà bóp cổ bạn đó. Lúc này là bạn Đạt mới biết là ừ, rồi xong, hiểu ra rồi ha, hiểu ra là ừ cái cô gái này là từ đâu xuất hiện rồi đó, biết cô gái là ai rồi đó. Bạn mới lật đật chạy qua hỏi bà hàng xóm đó, mới hỏi là bà ơi cho con hỏi là cái người trên bàn thờ này ai vậy bà. Nghe xong thì cái bà này bà mới trả lời là con gái của bà, con gái của cái cô đó kết gọi là mất cách đây là khoảng chừng gần 2 năm thôi, có nghĩa là chưa mãn tang đó. Bạn nghe xong là bạn sợ xanh mặt luôn. Bạn chạy về bạn kể cho ba nghe liền. Khi mà nghe xong như vậy thì ba mới nói là thôi, vậy thôi ba biết rồi. Vậy thôi bây giờ ba dắt vào bên đó để đốt nhang. Khi đó thì ba mới dắt bạn Đạt đi qua nhà của cô gái đó, cũng xin vào thắp nhang rồi cho người ta cũng khấn vái, nói ừ, hàng xóm láng giềng với nhau thôi là đừng có nhát tôi nữa, đừng có đi theo tôi nữa, đồ này nọ đó, cũng xin đốt nhang luôn. Sau đó là mặc dù đã xin rồi nhưng mà bạn Đạt bạn không có dám về nhà nữa. Đợi khi nào mà qua mãn tang cô gái đó thì mới dám về, như là sau 2 năm rồi đó. Tại vì lúc cô gái đó là ừ thời gian của tôi không có còn nhiều, sắp hết rồi, kêu là đồng ý làm người yêu rồi đó, thì sợ quá, thôi để khi nào mà qua mãn tang đi. Tại vì người ta nói là hết 2 năm rồi cái vong hồn nó sẽ đi, không có ở nhà nữa, nên là bạn cũng đợi hết 2 năm cho nó chắc. Rồi sau hai cái năm đó, sau khi người ta mãn tang xong á, thì bạn Đạt bạn cũng ít khi về nhà ha. Và khi về nhà thì bạn nói là cũng thường qua nhà bạn Lâm ngủ chung nè, hoặc là đi vào ngủ chung với ba mẹ, nên là không có gặp những cái hiện tượng tâm linh hay là không có thấy cô gái đó nữa. Cho đến hiện tại á, thì bạn Đạt bạn cũng đã có người yêu rồi, và tất nhiên là người yêu của bạn là nam ha, không phải là giới tính nữ, phải là con bánh bèo như bạn nói. Thì và từ đó về tới bây giờ luôn á, thì bạn Đạt bạn không có gặp lại cái cô gái nữa, cũng có khi là người ta cũng đi siêu thoát rồi không chừng. Rồi cảm ơn bạn Đạt, cảm ơn bạn Lâm về câu chuyện rất là nhiều ha.
một câu chuyện cũng rất là hay và rất là rùng rợn luôn. Không hiểu sao là chắc là hợp ha, hợp mạng, hợp ví, hoặc là thấy bạn, có khi là thấy bạn Đạt đẹp trai quá, đi ngang qua nhà mình như vậy rồi hàng xóm láng giềng nữa, nên là cái cô gái này cô cũng thích, nên là cô mới đi theo. Mà cũng hên ha, bạn Đạt bạn vẫn ý thức được mình là một cái giấc mơ, và cũng chắc là bạn không thích bánh bèo hay sao, bạn không thích nữ hay sao đó, bạn mới không có yêu đương rồi chứ lỡ. Mà cái này gọi là duyên âm đó mọi người, mà mình đi theo rồi này nọ, bắt hồn bắt vía rồi theo luôn, hoặc là dắt theo luôn, hoặc là ám theo cả đời luôn, thì cái này không có đơn giản là phải đi qua đốt nhang xin nữa đâu, mà phải nhờ tới thầy đồ giải bùa giải đồ này nọ, duyên âm cắt duyên âm rồi này nọ, thì rất là phức tạp, rất là nguy hiểm luôn. Rồi, cảm ơn bạn Lâm về câu chuyện của bạn rất là nhiều, cảm ơn bạn nha. Bây giờ Như xin được qua đến câu chuyện thứ ba, cũng là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ ba thuộc về một anh tên là Võ Tính đã gửi về fanpage chuyện ma Vũ Mập. Chuyện này thì do chính anh Tính là cái người chứng kiến và trải qua. Câu chuyện xảy ra vào khoảng năm 2008, lúc đó là đang mùa nước nổi. Và nhà của anh Tính là anh Tính là ở chung với ông cậu Út. Nhà cậu là ở giữa một cái đồng ruộng luôn. Hôm đó vào khoảng 3 giờ chiều thì trời hôm đó cũng chuyển mưa nữa, như là trời âm u lắm. Thì có một cái ông anh, cái ông này tên là Tâm, mới lại nhà cậu Út và dẫn theo một cái đứa con tên là Quý tầm 7-8 tuổi nữa. Lại đây là rủ cậu Út nhậu, đem theo vài cái con rắn chung nữa. Thì nói là sao bây giờ là hai người lai rai rồi nọ, uống vài ly, trời chuyển mưa tới nữa, bây giờ nhậu rồi thịt rắn rồi nọ thì là hết bài. Ha, nghĩ như vậy thì mới rủ. Thì anh Tâm này anh mới rủ cậu Út nhậu, thì lúc đó là nhà cũng đâu có rượu, đâu có bia gì đâu. Cậu Út mới nói là thôi Tính ơi, bây giờ con hả, con chống xuồng, con đi mua cho cậu Út một lít rượu đi, để cậu với anh Tâm mày còn lấy rai đồ này nọ nữa. Thì lúc đó là anh Tính anh cũng nghe, anh cũng gật đầu anh đi. Mà ruộng thì mùa này là mùa nước nổi mà, đi đâu thì cũng phải chèo xuồng á, chứ không phải là đi xe đi cộ gì được hết á. Thế là anh mới chống xuồng để anh đi. Và thằng bé Quý á, thì là con của anh Tâm, nó mới đòi đi theo, tại vì giờ nhà hai người này đòi nhậu cũng mần rắn rồi nọ, thấy anh Tính anh đi vậy, thôi xin đi theo. Thì lúc đó là anh Tính anh cũng định cho đi rồi đó, nhưng mà anh Tâm anh nói thôi con ở nhà đi, chứ hả đi theo anh Tính làm cái gì, để anh đi mưa gió rồi không à. Thì anh Tính thấy cha anh ta không cho đi thì anh cũng đâu có rủ chi nữa. Nhưng mà cái thằng bé này nó cứ khóc ha, nó khóc lóc rồi này nọ, nó đòi một hai là phải đi chung với anh Tính. Thì anh Tính thấy thôi cũng năn nỉ cho đi, chỉ có nó đi chung cũng đỡ buồn, có người đồ nói chuyện đồ này nọ nữa. Thế là ba của Quý coi như là anh Tâm á, cũng chấp nhận cho hai anh em đi chung với nhau. Xong thì anh Tính anh ấy đi vào nhà, anh lấy một cái áo mưa đề phòng là mưa đồ này nọ, thì hai anh em có cái mà mặc về. Sau đó là hai anh em mới chèo xuồng chống xuồng đi. Thằng bé Quý thì nó ngồi ở phía trước cho cái mũi thuyền, anh Tính thì anh chèo xuồng ở bên đây ha, chèo cái mũi thuyền bên đây. Ngồi chống xuồng thì đi lúc đó cũng tầm khoảng 4 giờ ha, 3 mấy 4 giờ chiều rồi. Mà ngồi chèo xuồng thì trời nó cũng hơi tối tối, chuyển mưa mà. Cái thằng Quý này nó không chịu ngồi yên, nó cứ ngồi nó nhúc nhích qua nhúc nhích lại, rồi nó lắc 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 chiếc xuồng vậy á. Thì một hồi anh Tính quạo nó, trời ơi mày ngồi im coi, hay mày lắc cái gì, một lát nữa nước mà nó tràn vô xuồng đồ này nọ thì sao mà tát nước, đổ mắt cong lắm, mày ngồi im coi. Nhưng mà con nít mà, nói ở đâu có nghe đâu, nó lì. Anh Tính nói là thằng Quý này nó lì dữ lắm, nó hoài mà không nghe. Thì lúc đó là anh đang chèo xuồng mà, thì mới chèo xuồng gần ngang ha, đang cái xuồng ăn chèo thì gần ngang tới cái mộ của ông Bảy. Cái ông Bảy này là nhà ở xóm trên à, và cỡ đâu chừng 50 mấy tuổi đó, bệnh mất lâu lắm rồi. Và cái mộ của ông mà nằm sát bên cái mé sông như vậy nè. Cái trong đầu tự nhiên lúc đó anh Tính anh suy nghĩ ra, hay là mình hù nó ta, mình hù nó cho nó đừng có lắc. Cái là anh mới nói là mày mà lắc đi nghe chưa Quý, hả tao hả, tao chở mày vô trong cái mộ của ông Bảy, tao quăng mày vô trong đó luôn, cho mày ở chổng với ổng luôn đó. Mày thấy không, mày thấy ổng có một mình ở trong đó không, mày thấy mày sợ chưa. Thì khi mà anh hù như vậy á, là cái thằng Quý bắt đầu giờ là nó run rồi, nó sợ hay sao á, nó im ru luôn. Từ đó cho tới cái chỗ mà mua rượu là nó không có dám giỡn nữa, cho đến mà sau khi mua rượu xong vòng về cũng đi ngang qua mộ ông Bảy luôn, thì anh còn cười cười giỡn giỡn nó đó, hay chưa mày thấy chưa, mày ngồi im đi nha, mày không ngồi im là tao cho mày vô chỗ mày ở vô ông Bảy đó, mày sợ chưa, nãy tao thấy mày sợ mày im mà chứ gì.
thì giống như là nhát là hù nó như vậy. Và cái thằng Quý nó cũng ngồi im ru, nó không còn giỡn khớt gì nữa luôn. Cho đến khi mà mua rượu đem về rồi đó, thì lúc này đem rồi cũng phụ bài dọn đồ nhậu ra cho cậu Út xong. Thì sau khi xong rồi đó thì anh mới xin cậu Út là thôi bây giờ cho con đi chơi. À, đi chơi khoảng 8 giờ tối rồi con về. Cậu Út mấy ông nói ừ vậy thôi mày đi đi mà mày nhớ về đúng giờ nghe không. Anh tính anh mới dạ con biết rồi. Rồi cái anh vô anh tắm rửa ha, sau đó anh đi chơi. Mà cái thời điểm đó là mùa nước nổi, nước ngập lụt hết trơn mà. Thì ở nhà ở giữa ruộng vậy giống như là một cái ốc đảo vậy đó. Nhà ở giữa ở đây xung quanh bốn bề nước nôi không. Thì lúc này là đâu thể nào mà đem xe đạp hay là xe máy gì về nhà được đâu. Anh thử ra làm xe cộ rồi gửi ha, gửi ở trong nhà gọi là trong đất liền đó. Còn mình là ở ngoài đây, cứ chèo xuồng vô tới được cái đường đi rồi mới vô nhà của mấy cái người thân của mình mượn xe lấy xe đi tiếp. Thì xe của anh cũng gửi cho người thân trông coi ở trong đất liền đó luôn. Vô đó thì anh mới chạy vô trong nhà anh lấy xe rồi anh cũng lên trên lộ lớn chơi. Vì ở trên đó thì mới có quán cà phê. Anh lên đó anh ngồi chơi, ngồi uống cà phê, nói chuyện với bạn bè đồ này nọ đó. Thì ngồi chơi đến khoảng 6 giờ mấy, gần 7 giờ. Thì lúc này anh tính anh đi về nhà. Tại vì anh thấy là mưa như là càng ngày càng lớn rồi. Lúc anh đi là chưa có mưa, nhưng mà khi mà vô quán cà phê á, thì trời mưa. Và mưa càng ngày càng lớn nữa. Thì anh sợ một lát nữa, ví dụ như mà mưa lớn quá đó, rồi đùng đùng mình không có thấy đường, chạy xe đạp đồ về nó cực lắm. Có chiếc xe đạp chứ phải được xe máy đâu. Chạy xe đạp về thì cực, ọt ẹt mệt quá. Thế là nói thôi, bây giờ đi về luôn cho chắc. Về mất công lát đường xá khó khăn, không thấy đường chạy. Khi mà anh ra thì anh cũng lấy áo mưa mặc vô rồi chạy về bình thường. Thì nãy mình đi sao giờ mình về vậy thôi cũng không có gì hết trơn á. Thì anh đang chạy bon trên đường gì nè. Thì bất ngờ có một cái người như là chạy ngược chiều hay sao á, chạy ngược cái chiều ngược lại đụng thẳng vô xe của anh luôn. Vì trời tối mà, lại thêm mặc áo mưa nè, rồi thêm trời mưa, rồi ở dưới quê thì làm gì có đèn đường đồ này nọ. Nên là đụng cái rầm vậy thì anh cũng không có biết cái người đó là ai hết trơn á. Và từ xa xa là anh chỉ thấy hình như có cái ông đàn ông nào ở trần hay gì, đạp xe đạp hay là gì cũng không biết. Chỉ thấy là một người đàn ông ở trần thôi. Thì anh làm cái rầm vậy cái đầu anh té xuống luôn. Nhưng mà lạ là anh không thấy đau hết nha, nó như té xuống phải thấy đau trầy trụa rồi nọ. Nhưng mà chắc là anh nói là chắc chạy xe đạp, chạy cũng chậm, trời mưa mà. Nên là té xuống thì không có bị trầy trụa, cũng không có đau đớn gì hết. Thì anh mới lờm cờm anh ngồi dậy coi ai. Chắc là mình cũng đụng trúng mấy người quen trong xóm thôi. Thì chạy trong cái xóm này thì cũng đâu có bao nhiêu nhà dân đâu, dưới quê chừng chục mười mấy nhà vậy thôi à. Chắc là người quen nào cũng đi giờ này nè. Thì anh mới quay lên anh dòm. Nhưng mà khi anh tính anh quay lên anh dòm á, là anh không thấy ai hết. Rõ ràng là hồi nãy mình đụng mà, mới tức thì đó mình đụng một cái rầm luôn thì người ta đi đâu được. Có đi thì cũng không thể nào đi nhanh vậy được hết trơn á. Thế là lúc này anh mới quay qua lại anh nhìn xung quanh. Thì phát hiện ra là mình đang té trước cửa nhà của ông Bảy. Cũng chính là cái ông Bảy mà mới hù thằng Quý hồi chiều đó. Trong khi đó, nhà của ông Bảy thì bây giờ ông mất rồi, chỉ còn có hai người phụ nữ, hai người đàn bà thôi. Một là vợ của ông Bảy, hai là mẹ vợ của ông Bảy. Vậy thì cái người đàn ông mà vừa đụng mình là ai? Là ai ta? Gì kỳ vậy? Thì trong lúc thắc mắc vậy, anh đang suy nghĩ như vậy, vô tình nha, anh tính anh quay mặt vô ngay trong cái nhà của ông Bảy. Và tự nhiên sau bữa đó không biết xui khiến sao, nhà ông không có đóng cửa nhà trên. Ở phía nhà trước đó, không có đóng cửa gì hết trơn. Trời mưa vậy mà mở cửa tan quang à. Và anh tính anh mới nhìn thẳng vô trong nhà được. Và nhìn vô thấy cái bàn thờ, thấy cái hình thờ của ông Bảy luôn. Lúc đó thì đèn dầu nó cứ mập mờ. Và cái hình cái mặt sáng rực lên. Trời ơi nhìn nó ghê lắm luôn nha. Cái sợ nổi da gà hết trơn. Là lúc đó anh mới chợt nhớ lại cái vụ hồi chiều. Không lẽ mình đem ổng ra mình hù thằng Quý. Mà không lẽ bây giờ mình bị vậy cái ổng gọi là ổng quở mình hay sao ta. Giống như mình đòi quăng Quý vô mộ ổng vậy đó. Ổng quở mình, ổng mới làm cho mình té như vậy. Lúc đó là anh tính anh sợ. Nó anh sợ quá chừng quá đất luôn. Tay chân hả không có nhúc nhích được. Muốn chạy mà không biết sao chạy, như đứng chích chân vậy, đứng sững người nhìn vô nhà của ông Bảy, nhìn vô tấm hình thờ vậy đó. Sợ quá sợ như người mất hồn luôn. Thì cái lúc đó hên sao, có cái ông cậu đó là ông cậu Tư, cũng là mấy người trong xóm thôi, cũng đi nhậu về. Thì ổng hỏi, ổng thấy anh tính anh đứng hỏi,
Ê, tính đứng đây làm gì vậy? Mà ông đứng ông hỏi mấy lần luôn. Anh tính lúc đó anh bị đơ làm sao đó. Nó không có trả lời. Anh bị im ru, anh nhìn gì nè. Thì ông cậu Tư ông mới vỗ cái vai cái bụp một cái hả? Ông hỏi, do này mày không về mày đứng đây hoài vậy? Tao hỏi sao mày không trả lời? Thì lúc đó anh tính anh mới giật mình vậy được. Ông sợ quá ha. Anh mới nói là thôi thôi cậu Tư ơi, cậu Tư, cậu làm ơn á, cậu cho ông về nhà cậu ngủ một đêm đi, được không? Có gì sáng con kể cậu nghe chứ giờ ông sợ quá. Thì ông cậu Tư này ông cũng tốt mà, ông nói là ừ thôi, cũng trong bà con trong xóm rồi này nọ không mà, thôi bây giờ mày về nhà thôi, mày ngủ một đêm cũng được. Rồi cái ông cũng ừ. Thế là anh tính anh cũng chuẩn bị lên xe để ông cậu Tư ông chở về nhà đó. Nhưng mà khổ nổi, bây giờ đi về thì còn chiếc xe đạp thì sao? Thế là cậu Tư mới nói là thôi, vậy thôi mày đứng đây đi, dắt xe nổi không? Dắt không nổi luôn hả? Thôi để tao dắt xe vô tao gửi nhà bà Bảy nè. À, để tao kêu bà Bảy ra tao gửi chiếc xe đạp. Rồi có gì sáng rồi hả, mày ra đây mày lấy xe nghe không? Thì anh tính anh cũng đứng đó, anh gật gật đầu, dạ dạ dạ. Trong lúc mà ông cậu Tư ông dắt xe đạp, ông vô ông gửi á, thì ông dắt thì dắt vô nhà sau chứ đâu có dắt vô phía nhà trước đâu. Thì lúc đó thì anh tính anh mới ngồi một mình, ông đứng một mình, ông nhìn lại cậu Tư ông đi dắt xe vô. Bất ngờ anh tính anh thấy ngay trước nhà ông Bảy, ông đang đứng ngay cái bộ bàn ghế trước nhà của ông Bảy luôn, và chỉ mặc trên người một cái quần xà lỏn, mặt mày xanh lè, còn cái ánh mắt thì nhìn có vẻ rất là giận dữ luôn, như là đứng nhìn lơm lơm vậy. Và giống như là ổng là cái người trong nhà ổng, ổng mặc quần xà lỏn, ổng đi vòng vòng trong nhà sao, và ổng đứng lơm lơm, ổng nhìn trân trân vậy luôn. Thì anh tới lúc đó anh sợ, anh quýu rồi, run cầm cập luôn, miệng ú ớ định gọi cậu Tư, nhưng mà lúc này cũng không có nói được, sợ quá. Hên là ông cậu Tư ổng gọi là ông gửi xe đạp xong rồi đó, ổng mới đi ra tới nơi. Thì anh tính ảnh mới leo lên chiếc xe Honda của cậu Tư á, leo lên trên đó cho cậu Tư ông chở về nhà. Cho tới cái lúc mà anh tính ảnh leo lên xe anh ngồi rồi đó, vẫn còn thấy ông Bảy. Ông vẫn đứng ngay trước cửa nhà của ông, đứng ông nhìn theo lơm lơm nhà, mà mặt cực kỳ giận dữ luôn. Sau đó thì cũng về nhà cậu Tư, thì cũng ngủ được một đêm ha. Sáng hôm sau á thì mới kể lại hết cho cái ông cậu Tư này ông nghe. Cậu Tư nghe xong mà trời ơi sao mẹ hả, ông Bảy ông còn mới 50 mấy tuổi, cũng gọi là chích trẻ đó, cũng đâu có già cả gì đâu mà mày nói vậy hả, có khi ông quở mày đó con. Thôi để tao dắt mẹ qua nhà ông Bảy rồi đốt nhang xin lỗi ổng. Thế là ông cậu Tư ông mới dắt anh tính đi qua nhà của ông Bảy đốt nhang xin lỗi ông Bảy, sẵn tiện là lấy xe đạp về luôn. Chứ bây giờ nếu mà cậu Tư không dắt qua thì một mình tính cũng không có dám qua. Qua bây giờ là đốt nhang đồ này nọ xong rồi còn lấy xe đạp rồi về nữa, sợ quá, không lẽ mà đi bộ gì luôn, không dám lấy xe đạp á. May mắn là ông cậu Tư ông dắt qua theo. Rồi thì cũng đốt nhang, cũng xin lỗi ông Bảy, cũng khấn là ừ, con mai mốt con không có vậy nữa, con không có đem ông Bảy ra hù dọa đồ nít đồ này nọ. Thôi ông Bảy tha cho con lần này đi. Rồi cũng đốt nhang, sau đó đi lấy xe đạp đi về. Cậu Tư cũng mới dặn thêm á, là mai mốt ha, mày đi ngang mồ mã của ai, mày đừng có nói gì hết nghe không? Nhất là mấy người chết trẻ vậy nè, về hả ta bắt mày chết luôn. Ha, cũng dặn quá trời dặn, thì anh tính anh cũng rút ra bài học kinh nghiệm là không bao giờ dám nói ba vụ đó nữa rồi đó. Cho đến khi thì đạp xe đạp về nhà, thì sau một đêm hẹn với ông cụ Út á là 8 giờ tối con về, mà đi tới sáng luôn thì về cũng bị la. Sau đó là kể cho cô Út nghe cái vụ mà ừ mình bị ma hù ma nhát ông Bảy đồ làm vậy đó, mình có nhát thằng Quý về ông Bảy, bây giờ ông Bảy ông vỡ mình. Thì cô Út lại chửi thêm trận nữa, à chửi quá trời luôn. Cô Út còn nói là hên nha, ông Bảy là ông hù thôi, chứ lỡ mà ông giận quá mà ông xô xuống sông luôn, ông nhận xuống sông luôn, có khi chết chứ chả chơi. À, từ đó về sau là anh tính đã nói là sợ run người liền, bao giờ mà thấy không bao giờ mà nói ba vụ mà tầm bậy tầm bạ trước mồ mả của người ta nữa. Thấy mộ ai cũng im ru hết, không dám nói lời tốt, cũng không dám nói xấu gì hết. Nói chung là không khen không chê gì hết luôn nha, im ru và chỉ dòm đứng dòm thôi, hoặc là đi lẹ đi lướt ngang qua thôi, chứ không có dám mà đá động gì tới những cái mồ mả của người ta gì hết trơn á. Cho đến khi bây giờ mà nhắc lại thôi là anh cũng nổi da gà hết trơn luôn. Rồi đó là câu chuyện của anh Võ Tính ha. Qua cái câu chuyện này thì chúng ta cũng thấy được là tốt nhất ha, những cái việc mà ta nói là có thờ, có thiên, có kiêng, có lành đó, những cái việc mà liên quan tới mồ mả đồ của người đã khuất,
thì thôi bây giờ đừng có nói, đừng có đề cập, đừng có hù dọa về người khác hay là cái gì hết trơn á. Tại vì đó là cũng dù sao cũng là nhà ha, nhà của cái người đã mất. Mình đụng chạm, mình liên quan tới như vậy thì có khi người ta quở mình, đó là điều gọi là hiển nhiên rồi. Đụng chạm tới nhà mình, thậm chí bây giờ mình à, ai đi ngang qua nói nhà mình xấu, nhà mình chê rồi nọ, mình cũng ghét mà. Huống chi là những cái người đã mất, đã khuất rồi nữa. Thì thôi đây cũng là một bài học cho anh Tính và cũng cho cả Như Như ha, và cũng cho khán giả của mình về những cái việc liên quan đến mồ mả của những người đã khuất. Im lặng là vàng cả nhà ha. Rồi, cảm ơn anh Tính rất là nhiều về câu chuyện của anh, cũng cảm ơn cả nhà của mình rất là nhiều luôn. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe cho đến giờ phút này. Hy vọng là cả nhà sẽ luôn yêu thương và luôn ủng hộ Như Như để Như tiếp tục có động lực kể chuyện phục vụ cho cả nhà thân yêu của mình. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Như Như xin chào tất cả mọi người.